Hello anh em, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 8 tháng 11 năm 2022 có nội dung chính sau đây. Ở đây, lượt tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội đó là từ tìm kiếm Elijah. Vậy Elijah là ai và vụ gì đã dính líu tới Elijah? Hôm nay tôi sẽ đưa ra cho anh em biết bài báo hot nhất hôm nay. Elijah tố chồng, Tây yêu cầu đưa con về gặp nhân tình. Mối quan hệ giữa Elijah và chồng Tây vướng phải nghi vấn rạn nứt từ đầu năm 2020. Tuy chưa từng lên tiếng xác nhận nhưng những động thái của nữ diễn viên trên mạng xã hội khiến nhân tình tin rằng đó là sự thật. Và mới đây thông qua trên trang cá nhân, Elijah tố chồng Tây có yêu cầu vô nhân tính gây tranh cãi. Và theo Elijah thì chồng Tây yêu cầu cô phải đưa Sadie và Alex, tên hay con của Elijah, về ngủ chung với nhân tình của anh ta. Người đàn ông này còn đe dọa nếu cô không làm theo, anh ta sẽ dừng chu cấp tiền học phí cho các con của mình. Elijah bức xúc, chồng hợp pháp của tôi ép buộc tôi phải cho Katie, Alex gặp và ngủ lại cùng với nhân tình của anh ta. Nếu không, anh ta sẽ không đóng tiền học phí cho hai đứa. Cái chuyện vô nhân tính như vậy mà họ cũng dám làm. Và được biết thì ngoài việc yêu cầu vợ cho các con đến gặp và ngủ lại cùng nhân tình thì chồng Tây Elijah còn dạy các con nói dối mẹ để được mua nhiều đồ chơi hơn. May mắn các con đã báo lại cho mẹ biết toàn bộ sự thật. Sự việc này khiến nhiều chị em phẫn nộ và bức xúc. Vậy Elijah là ai? Tên thật là Nguyễn Kim Hồng, sinh năm 1987, là một trong những hot girl đời đầu, sở hữu nhân sắc và thân hình bốc lửa. Cô còn được biết đến với vai trò người mẫu diễn viên và năm gần đây, Elijah đảm nhận vai trò host trong một số talk show đình đám trên YouTube. Sau một thời gian nổi tiếng trên mạng xã hội, Elijah nhận được nhiều lời mời đi chụp ảnh và quay quảng cáo ở nhiều nơi, đặc biệt là thị trường Thái Lan. Năm 2020 thì cô bắt đầu đóng phim, bộ phim đầu tiên của hot girl này đó là tham gia diễn xuất có tên Giác Xâm Quốc, Rao Song Xâm Quang của Thái Lan. Năm 2011, Elijah gây sự chú ý trong bộ phim Khát Vọng Thượng Lưu. Đây là một bộ phim giúp cô nhận được giải thưởng nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất tại Liên Hoan Phim Cánh Diều Vàng, một phim liên hoan rất nổi tiếng anh em. Và sau khi sự nghiệp đang trên đà phát triển thì Elijah quyết định dừng đóng phim và lựa chọn cuộc sống yên ẵng hơn. Sau một thời gian ở ẵng thì tháng 10 năm 2014, Elijah thông báo đã hạ sinh hai đứa con gái đầu lòng tên là Katie và với bạn trai. Và một năm sau đó, cô khiến nhân tình bất ngờ thông báo đã hạ sinh con trai đó là Alex bằng phương pháp sinh mổ. Hai con của cô đều dễ thương, đáng yêu và nhận được nhiều tình cảm từ dân mạng xã hội. Và theo một số nguồn tin thì chồng Tây Elijah có tên là DF, mang quốc tịch Mỹ. Anh từng có thời gian dài làm việc tại Việt Nam trong lĩnh vực thể hình, xuất hiện bên cạnh nhiều người mẫu nổi tiếng trong showbiz Việt. Cặp đôi quen biết nhau khá lâu và từng cập nhật mối quan hệ đã kết hôn trên mạng Facebook từ năm 2011. Vậy Elijah từng vướng tin đồn bị chồng Tây cấm sừng. Tin đồn mối quan hệ giữa Elijah và chồng ngoại quốc rạn nứt rộ lên từ đầu năm 2020. Khi đó thì cô cập nhật trên trang cá nhân có nội dung như sau: vợ đẹp công sinh, đàn ông sẽ không đi ngoại tình là một lý thuyết đẹp đẽ. Ít lâu sau thì nữ diễn viên tiếp tục cập nhật: tôi không muốn bị trầm cảm lúc này, còn nhiều việc phải làm và nhiều thứ phải lo. Không được trầm cảm, tôi sẽ ổn. Những người tiếp theo, Elijah liên tục cập nhật hình ảnh và status buồn bã lấp lửng về việc bị rạn nứt phản bội, đã chia tay chồng. Tuy nhiên cô chưa từng lên tiếng xác nhận thông tin trên. Và đó là thông tin ngày 8 tháng 11. Nếu anh em biết Elijah là ai và theo dõi và fan của Elijah thì hãy để cho tôi một comment, một sự đồng cảm cho Elijah và sự phẫn nộ cho anh chồng Tây của cô ta. Và nếu anh em thấy hay đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment. Goodbye.